giao phân tận nhà cho các bạn luôn nha các bạn. Bạn nào cần liên hệ mua phân thì mình sẽ giao tận nhà luôn. À, đường lộ này 4m, 4m xe vô luôn. Sắp luôn. Và thức ăn, và thức ăn heo. Con đầy xe luôn. Đầy xe là gần 100 bao các bạn. Các bạn cần mua phân bò, bón cây thì hãy liên hệ số điện thoại của mình 0777 186 271 các bạn. Mình giao toàn tỉnh miền Tây nha các bạn. Sao hết rồi? Xe đây. Còn nóng bên kia mà. Xe này tới 2 tấn mà. 2 tấn lượng 100 mấy bao được. Đi giao phân xong ghé nhậu luôn đúng không? Cái này mình giao hàng cho khách ở Bình Minh nha các bạn. Mình hiện tại mình đang ở Hậu Giang. Nếu các bạn nào ở tất cả miền Tây thì lấy số lượng vài trăm bao rồi là mình giao tới nơi luôn nha các bạn. Em sĩ giờ lẻ số lượng lớn luôn nha các bạn. Này phân bò nguyên chất nha các bạn, không pha trộn chấu hoặc cho, nguyên chất là phân luôn. Sông lớn luôn các bạn. Nếu các bạn ở miền sông nước thì mình giao nơi sông nước luôn. Có ghe nha các bạn. Rồi giờ đi thôi các bạn. Chanh nhà mình nữa các bạn. Nhờ đắp phân bò mà cứ một tuần mấy lần hả chị ta? Cầm cái cầm bây giờ ha. Cầm 13 đi nữa. Đi bé nữa. Cứ một tuần như là bẻ mấy vỏ luôn các bạn. Rồi đắp phân bò mà chanh của mình nó tươi mà nó đẹp, nó xanh như thế này các bạn. Đó. Quá trời luôn, đẹp. Chanh này chanh không hạt nha các bạn. Từ ngày đắp phân bò đến nay là chanh này quá trời đẹp luôn. Láng hả chị? Bóng xanh quá à. Con đựng trái táo. Đi bẻ nữa hả? Mình trồng có 2 công chanh thôi nha các bạn, mà tuần nào cũng bẻ hết các bạn. Quá trời đẹp luôn.